Rồi, xin mời chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Triều Tiên. Tiếc là không có mạng để mà livestream luôn. Bây giờ bên này mua một cái sim là dùng đường mạng là 200 đô. Mua một cái sim dùng mạng 200 đô trong vòng 5 ngày. Thật là không biết phải mô tả như thế nào những cái cảm nhận đầu tiên khi mà đặt chân tới Triều Tiên. Tôi phải nói là nó rất là thú vị mà không thể nào mô tả được bằng lời để cho tất cả quý vị được, bởi vì chỉ có tới đây thì mới cảm nhận được. Đây một cái làn đường xe 10 làn đường, mỗi bên là 5 làn và 4 năm 10 làn đường, nhưng mà thi thoảng có một chiếc xe ô tô đi qua, xe buýt thì đón người dân. Người dân thì đi bộ thong thả trên cái con đường này. Một cuộc sống rất là hay, không khí thì trong lành, không thấy có bụi và rất sạch sẽ, đường sạch sẽ luôn, cực kỳ sạch sẽ luôn. Những ghế ngồi xung quanh đây để những người già trẻ nhỏ ngồi nghỉ rất là sạch sẽ đây. Rộng rãi mà người ta đã xây dựng cái này từ bao nhiêu năm rồi, nó là rất là hay, quy hoạch từ mấy chục năm trước. Cô hướng dẫn viên của chúng tôi đang dẫn đoàn di chuyển, đi bộ, đi dạo, tham quan, cảm nhận về Bình Nhưỡng.